Chị Trần Thị Ngọc cho biết, ngày 22 tháng 5, từ số điện thoại 0943 248 171 và 0847 793 597, đối tượng gọi điện đề nghị kết bạn Zalo để trao đổi, có đề nghị cài đặt ứng dụng và cung cấp một số thông tin liên quan tới người đứng tên chủ xưởng đồ gỗ mỹ nghệ của gia đình. Trong khoảng thời gian hơn 30 phút sau khi cài đặt ứng dụng được hướng dẫn từ Zalo có tên là Bình Minh, điện thoại của chị Ngọc đã bị chiếm quyền điều khiển. Cũng trong thời gian này, hai tài khoản ngân hàng của chị Ngọc đã bị trừ trên 12 triệu đồng. Sáng thứ sáu đến tại chi cục thuế, nhưng mà trước khi đi mang theo cái hình ảnh giấy mời cộng thêm là phải đăng nhập trên cổng thông tin đấy thì mới đến. Thế xong thì ông ấy bảo là thôi em cứ làm tiếp ứng dụng đi, em không phải sốt ruột. Thế thì em bảo loa 99% mãi không được. Thế em thấy ngân hàng em nó báo trừ tiền, báo về Gmail của ngân hàng Vietcom, em bảo tôi chết rồi sao lại trừ tiền. Thế thì em mới lại thoát ứng dụng ra, em không thoát được. Xong thì em tắt nguồn đi. Khi em bật nguồn lên thì cả hai tài khoản trừ hết tiền. Xong gọi lại thì tắt nguồn luôn. Số đấy không được nữa. Việc mạo danh giả danh nêu trên là những hành vi trái pháp luật đã và đang gây thiệt hại, làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và tài sản của tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh, gây tổn hại đến uy tín, hình ảnh nghiệp vụ của cán bộ công chức của cơ quan thuế. Thực hiện cái nộp thuế điện tử cũng như kê khai thuế điện tử đối với hộ, đối với người dân thì khi chúng tôi triển khai thì họ cũng giảm đi cái độ tin cậy, vì khi chúng tôi triển khai là rất khó khăn. Vì có những cái sự việc xảy ra có tính chất lừa đảo trên mạng. Trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, ngành thuế đã triển khai nhiều dịch vụ thuế điện tử phục vụ người nộp thuế. Theo đó, người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính về thuế tại nhà, tại trụ sở doanh nghiệp mà không phải đến cơ quan thuế. Tuy nhiên, các đối tượng xấu đã lợi dụng sự phát triển của các công nghệ mới để giả mạo cán bộ thuế, giả mạo ứng dụng để lừa đảo. Các hộ kinh doanh hết sức cảnh giác đối với các cái đối tượng mạo danh là cơ quan thuế để mà hướng dẫn người dân cài đặt những cái app lạ. Trước thực trạng này, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng trước các tình huống. Khi nhận điện thoại giả danh cán bộ thuế, người dân không nên vội vàng cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, email, không làm theo hướng dẫn cài đặt các ứng dụng điện thoại giả mạo và thông báo ngay cho cơ quan công an, cơ quan thuế địa phương để được hỗ trợ và tư vấn.